Sinh nhật con cá hả? Thích chứ, nhưng là cũng muốn nhà mình đông vui chứ, không thể nào mà sinh một đứa được, sinh hai ba đứa chẳng hạn. Nói chung là đương nhiên là Phương nghĩ là nó phù hợp với kinh tế. Mình nghĩ là khi làm phù kinh tế của mình đầy đủ mọi thứ thì mình sinh con thôi. Hôm nay cũng là chia sẻ một đứa con luôn đó, được thôi nôi được đúng tuổi luôn nè. Hư quá, Phương hư lắm, tự thấy không đảm đang lắm. Phương được rất là may mắn được ba chồng rất là thương yêu, mấy chị cũng rất là thương yêu chăm sóc, cho nên là giờ kêu bà xã Trường Giang không có vấn đề gì cả. Chứ ngày xưa mà còn nhắc tới chuyện là mình là người yêu Trường Giang mà không nhắc tới công việc của mình là mình buồn lắm. Cho em hỏi là dễ thấy là cái việc mà chuyện con cái thì chị và anh rất thoải mái trên những cái TVC quảng cáo, nhưng mà lại khá tính điên với khán giả thì điều đó thì không bị ảnh hưởng khá là không phải là những điều thực ra là đương nhiên là Phương và ảnh cũng sẽ tìm khoảng thời gian nào đó thích hợp nhất, chẳng hạn mình muốn gì thì mình cũng đâu phải lúc nào mình cũng chuyện đời tư mà, lúc nào cũng show up ra cho mọi người biết hết thì cũng không nên, vì họ sẽ chăm chăm vào những cái đời tư của mình mất, họ sẽ không quên mất cái công việc mà hai đứa đã cố gắng nỗ lực trong suốt một năm, như là những dự án của ảnh, cả dự án của Phương nữa. Nên là Phương nghĩ là tốt nhất là mình nên chia sẻ với tất cả mọi người nhiều về cái công việc, những đứa con tinh thần mà mình sẽ mang tới cho họ, chứ không nên là về đầu tư quá nhiều sẽ bị sao nhãng mất đó. Thậm chí hôm nay là cũng vậy, nếu như mà cố gắng cũng thể dời sang một cái ngày khác, hôm nay anh đi làm không thể tới được thì mình thôi kêu thôi anh đi làm đi, anh kiếm tiền đi để em đi làm, chứ còn nhiều khi mà anh tới thì biết đâu lại sao nhãng luôn cái bữa ngày hôm nay của Phương là sao. Nên là mình cũng suy nghĩ là nhiều người khác trong showbiz như là chị Tâm Tây Hà, chị Tâm Tây Hà thì khi họ có con gái thì họ rất là thoải mái để chia sẻ hình ảnh của con của mình, những cái đó là sự tự hào. Thì khi mà sau này Hương có con gái hoặc là có con thì Hương có thoải mái chia sẻ với bạn không? Lúc đó mình sẽ cân nhắc, mình sẽ suy nghĩ, còn tại vì mình vẫn nghĩ là mình phải tập trung vào công việc của mình đã. Nhau sứ quản để Phương cũng là như quản mà, Phương cũng là người quản mà, cho nên là mình cũng hiểu miền Trung mình như thế nào. Đương nhiên là khi mình về làm dâu thì mình sẽ khác, nhưng mà Phương được rất là may mắn được ba chồng rất là thương yêu, mấy chị cũng rất là thương yêu chăm sóc, nên là mình thấy khi mọi người kêu nhiều khi là lấy chồng cực lắm, không có, Phương về Phương thấy là mọi người thương yêu quá, chăm sóc người ăn uống này kia cực cưng quá, cho nên là thấy không có gì là cực hết. Làm bất cứ một việc gì thực sự là có chứ, vợ chồng mà đã giờ hồi xưa là mình muốn sao không được, mình mà muốn gì mình phải làm thôi, mình kệ ai nói gì đó, mình muốn là mình làm. Bây giờ thì khi mình muốn thì mình phải cân nhắc, mình phải hỏi là xem chồng mình có ủng hộ không, có thích không, chứ không thể nào mà anh em làm rồi nha là dội hàng á, là không ai muốn gì hết trơn á. Và Phương muốn là vợ chồng thì có gì cũng phải trao đổi với nhau, chia sẻ với nhau. Thì cũng có mà, thì vợ chồng mới chia sẻ với nhau, nhiều khi anh có những niềm vui thì anh cũng phải chia sẻ với mình, thậm chí là những lúc mà anh có gì lên đi làm anh mệt quá anh thì cũng chia sẻ, thì vậy mới được chứ, nếu như mà vợ chồng mà không chia sẻ với nhau thì không thể sống được với nhau đâu. Khi yêu và cái cuộc sống hôn nhân thì mình thấy là có sự khác. Đương nhiên là khi yêu thì đương nhiên là lúc mình yêu thì tính mình là mình muốn gì mình phải được, hoặc là mình tính mình là theo làm những gì mình thích. Nhưng mà khi vào hôn nhân rồi thì mình không thể làm việc mình thích, mình phải dung hòa, cả hai vợ chồng phải bàn bạc với nhau, không thể làm theo ý của một người được, phải là hai người cùng thông qua, hai người cùng đồng lòng. Như vợ chồng mà đồng lòng tép biển đông cũng cạn còn gì, đúng không? Nhưng mà anh Giang thì có sự thay đổi về tính cách, về tính xấu, thì lúc mà yêu với lại bây giờ khi mà đã trở thành chồng hơn thì có một cái điều gì thay đổi, đương nhiên là thay đổi chứ. Nghe là người đổi tính chồng ai thì không biết là bây giờ là chồng của Phương là Phương có quản cả. Thực ra bây giờ mọi người nhìn vào, mọi người thấy như vậy thì vấn đề là hay để thời gian cho ảnh, cho mọi người thấy một con người khác của ảnh. Giờ Phương nói là ảnh thay đổi rồi thì bây giờ mọi người có tin không? Đúng không? Làm sao được? Thì để thời gian sẽ chứng minh thôi. Nhiều người cho rằng đó là giờ Phương đó mà anh Giang lấy lại được đẹp trong mắt không thực ra thì anh Giang cũng là một người
thực Phương nghĩ là anh cũng được khán giả thương yêu rất là nhiều. Bản thân mình thì ai cũng phải có một cái niềm tin, và Phương nghĩ là mình không ai là xấu hoàn toàn cả, cho nên là khi mà mình chấp nhận, giống như là Phương làm phim này cũng liều, thì bây giờ mình cũng thử đặt niềm tin vào họ, chắc chắn là ai không ai. Chia sẻ một chút là mình đã thay đổi như thế nào? Ngày xưa Nhã Phương rất là sao ta drama lắm, đôi khi cũng hay mơ mộng. Bây giờ thì mình lập gia đình rồi thì suy nghĩ của mình phải lớn hơn, chín chắn hơn. Thậm chí nhiều khi bây giờ mình ra ngoài, mình có chồng rồi ra ngoài đi chơi nó khác hẳn hà. Hồi xưa đi chơi sao cũng được, thoải mái lắm. Bây giờ thì có chồng là mình cũng phải nghĩ là gia đình, nhiều thứ khác. Mình không có phải hồn nhiên ngây thơ như trước nữa. Mình phải biết cách làm sao để quán xuyến gia đình nhiều hơn. Đó, thì nó thay đổi cũng nhiều. Sau đó một thời gian mình nghỉ ngơi, xong mình cũng hồi xưa cũng than là sao mà hay đi làm nhiều, không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Thì bây giờ mình chú trọng gia đình nhiều hơn một chút. Khi mình có nhiều thời gian hơn thì mình hiểu hơn và đi ra ngoài đi chơi các bạn, nhiều khi mình thấy là chết rồi, mình bị lạc đàn rồi. Nguyên một team chơi thân với nhau lắm, nhưng mà thấy mọi người ai cũng như là sao ta vui vẻ nhí nhố lắm nha, nhưng mà tự nhiên cảm giác mình bị chững lại một xíu, có một gì đó hơi lạc nhịp một xíu, nhưng mà sau đó phải hòa nhập với mọi người lại. Như là cảm giác là giờ mình phải biết dung hòa giữa cả hai để mình không bị ra ngoài đi chơi các bạn mình lại bị lạc quẻ. Lớn. Nói chung là tới hiện tại thì Phương cảm thấy rất là hạnh phúc và thấy mọi thứ rất là ổn định. Ngày xưa cũng hay thích nghe nhạc phim, nhạc buồn, nhạc ba la tùm lum hết trơn á. Bây giờ thì như là không có thời gian để mình suy nghĩ cái phim nữa, cũng không biết mơ mộng nữa, bớt mơ mộng hơn. Mình tập trung vào cuộc sống thực tế hiện tại của mình nhiều hơn. Tập trung để suy nghĩ là mình sẽ làm gì, sau khi mình làm phim xong mình sẽ làm phim, có làm phim nữa không, hay là tập kinh doanh, như là mình nghĩ nhiều hơn. Phương có nghĩ mình là một người vợ đảm đang không? Hư quá, Phương hư lắm. Thấy không đảm đang lắm. Cũng có chăm sóc chồng nhưng mà thấy chồng đảm hơn vợ rồi. Thấy chồng đảm nhiều hơn. Tại vì ảnh chăm sóc mình kỹ, anh cũng lo ăn uống này kia. Thậm chí nhiều khi mà thường là vợ sẽ nấu những cái bữa cho gia đình, nhưng mà ảnh thì là nhiều khi Phương ngủ dậy là thấy anh đã nấu món gì cho Phương rồi. Ngày nào cũng thực đơn khác nhau hết trơn á. Nhiều khi mà mình kêu là giảm cân thì giảm cân chung, mập thì mập chung. Nói chung là tới hiện tại thì thấy cuộc sống rất là ổn định. Một năm qua thì bác sĩ đăng tải rất nhiều thông tin là chuyện Nhã Phương đã sinh con, thì thời điểm này thì Phương đã sẵn sàng chia sẻ với mọi người chưa? Hôm nay cũng là chia sẻ một đứa con luôn đó, được thô nô được đúng tuổi luôn nè. Cho nên là Phương muốn chia sẻ với mọi người nhiều hơn về cái công việc của mình á, nên là đầu tư thì bây giờ mình khép bớt lại. Mà cũng nhiều khán giả cũng thắc mắc á, sẽ có nhiều cái thông tin nó sai lệch thế này, Phương có muốn chia sẻ. Nếu như mọi người biết, những người mà thân với Phương thì hiểu là Phương là người ít khi mà chia sẻ chuyện đời tư á, giống như là khi một cái việc gì mà nó phải diễn ra chắc chắn rồi này kia, xong rồi mình mới dám để mình công bố với mọi người. Giống như thậm chí là cái chuyện mà khi đám cưới cũng có nhiều người trách, thậm chí có nhiều người họ giận luôn, họ giận ưng block luôn Facebook luôn, là tại sao kỹ quá. Thì Phương nghĩ là cái gì cũng phải chắc chắn thì mình sẽ chia sẻ với mọi người. Cái chuyện này cũng vậy, đến một thời điểm thích hợp á, Phương chắc chắn sẽ chia sẻ, chắc chắn. Phương nghĩ là cái gì cũng phải chắc chắn thì mình sẽ chia sẻ với mọi người. Cái chuyện này cũng vậy, đến một thời điểm thích hợp á, Phương chắc chắn sẽ chia sẻ, chắc chắn. Nhưng mà khoảng thời gian qua có nhiều bài báo đưa tin đó là vì Phương bỏ những cái người bạn thân của Phương, cái gì nói thì chuyện mà Phương mang bầu á, dù chưa biết đúng hay sai, nhưng mà Phương có thái độ hơi thờ ơ với mọi người á, phần nào làm Phương bị mất hình ảnh đó, thì Phương nghĩ sao? Ủa dạ, thì thôi, không biết rồi đó, giờ mới biết đó. Ủa dạ, thì thôi, không biết rồi đó, giờ mới biết đó. Thực ra thì nếu như mà người thân của Phương họ sẽ hiểu mà, họ không chắc không chấp mình đâu, nhưng mà đến một lúc nào đó khi mà thích hợp mình cũng chia sẻ thì mọi người cũng sẽ hiểu. Phương hy vọng đó, với cách sống của mình sẽ không, nói chung là không làm buồn lòng ai cả. Sau khi lấy chồng rồi thì cuộc sống của Phương và Tiền Giang có những cái điều gì khiến cho cả hai tranh luận nhiều hay là cãi nhau nhiều nhất trong cuộc sống chung?
Cái đó thì vợ chồng nói nhau chứ sao mà chia sẻ cho mọi người chi vậy hả? Cái đó thì vợ chồng nói nhau chứ sao mà chia sẻ cho mọi người chi vậy hả? Lúc trước Phương nói là có một cái sự không công bằng là khi mà mọi người nhắc đến Phương á thì gọi là bạn gái Trường Giang, và bây giờ là bà xã, thì có phải là Phương sợ là nhắc đến Phương mọi người sẽ gọi là bà xã của Trường Giang thay vì gọi là diễn viên Nhã Phương? Đó, thấy khác biệt không? Ngày xưa là lúc yêu nó vậy á, còn bây giờ khi mà nó là vợ khác rồi, vợ là bà xã thì hậu phương mà mình đứng phía sau, cho nên là giờ kêu bà xã Trường Giang không có vấn đề gì cả. Chứ ngày xưa mà còn nhắc tới cái chuyện là mình là người yêu Trường Giang mà không nhắc tới công việc của mình là mình buồn lắm, cho nên là giờ kêu bà xã Trường Giang không có vấn đề gì cả. Chứ ngày xưa mà còn nhắc tới cái chuyện là mình là người yêu Trường Giang mà không nhắc tới công việc của mình là mình buồn lắm, còn bây giờ thì đó là sự thật, và bây giờ là mình đã là một hậu phương vững chắc cho ảnh. Có thể là mình không ông có mình sẽ không quá nhiều tập trung vào công việc nữa, mình sẽ đứng ở phía sau mình ủng hộ ảnh nhiều hơn. Đó, cho nên Phương nghĩ là cái đó không còn là vấn đề nữa. Nó khác nhau giữa hôn nhân và tình yêu đó. Tự hào. Thế tại thì mình tự hào về chuyện đó chứ, tại vì khi mà ảnh thành công, càng thành công thì mình sẽ càng thấy hạnh phúc. Mình ô, đây là chồng mình đó, đó là ông xã của mình mà, thì phải tự hào. Để phim này thì nhận được cái lời chúc mừng từ Trường Giang như thế nào sau những cái giải thưởng phim đoạt được? Dạ, nói chung là thực ra thì cái người đầu tiên chúc mừng, cái người đầu tiên biết chuyện này được nhận giải là cái người mà ai cũng biết rồi đó, ổng thì cũng có cái chúc mừng riêng riêng, thì cái đó vợ chồng người ta để người ta bí mật đi chia sẻ là chết. Nhưng mà nhờ ảnh cũng ủng hộ tinh thần rất là nhiều, không dám làm cái bữa hôm nay, tại vì nghĩ là nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà anh kêu là hôm sau khi mình làm thì cũng là một cách để cảm ơn ekip cũng như những cái bạn FC đã luôn yêu thương, cho nên là mạo muội làm luôn, nên là cũng nhờ ổng mà cái tinh thần lớn hôm nay dám làm, chứ bình thường cũng hay nhút nhát lắm. Cái vai diễn mà Nhã Phương mang bầu trong phim là cái thời điểm 2017 cuối 2017. Cái khó khăn khi mà làm cái phim đó, mà bên đó đầu tiên là chắc chắn là mình phải hóa thân thành nhân vật, là đó là cũng tự thực ra cái bầu giả trong phim á là cũng tự làm luôn, tự chế luôn, chứ không có gọi là đi ra ngoài, cũng không ra ngoài mua, bây giờ dễ lắm. Mà hồi đó lại không biết tại sao lại tự chế, xong rồi ngày nào nói thiệt với mọi người, lúc mà em sang bên Anh á là phải sang trước một tháng, xong cái ngày nào cũng ôm bụng giả đó đi ra ngoài tiệm nail, tại vì đi ra đi vô tiệm nail suốt, và cứ mang bụng bầu đó từ nhà đó, từ chỗ nhà ở xong ra shop nail. Nói thiệt với mọi người, lúc mà em sang bên Anh á là phải sang trước một tháng, xong cái ngày nào cũng ôm bụng giả đó đi ra ngoài tiệm nail, tại vì đi ra đi vô tiệm nail suốt, và cứ mang bụng bầu đó từ nhà đó, từ chỗ nhà ở xong ra shop nail, để cũng quan sát tất cả mọi người ở đó như thế nào, xong mình cũng làm theo, cũng xin mấy cô cho con thử con làm con dũa, cũng học cả tháng trời. Thực ra cái động tác vậy thôi mà làm cả tháng trời đó, nhưng mà cũng không khéo léo lắm, nhưng mà cũng gặp rất khá là nhiều khó khăn để làm được cái phim đó. Thì thực sự là nó nhỏ thôi, nhưng mà đối với Phương nó cũng lớn lắm. Cái thời gian nào có tin đồn thì cụ thể nhất là trường hợp của Trung Quân á, thì Trung Quân có nói là khi mà Trung Quân lỡ lời như vậy thì có nhắn tin cho Phương, nhưng mà không có nhận được cái sự đáp lại của Phương, thì không biết là Phương có giận dỗi gì hay không, và cũng mong là chị em trở lại bình thường á, thì không biết bây giờ Phương có diễn cái gì đó. Phương nghĩ mấy cái chuyện đó thì có quá nhiều thứ để mình lo hàng ngày á, cho nên những cái chuyện đó với một cái người thường xuyên có những cái tới với mình mà không mong muốn thì cái chuyện đó cũng là nhỏ thôi mà, đâu có vấn đề gì đâu. Phương nghĩ vậy. Có, mà hiện tại thì bây giờ cũng đang cân nhắc một số, có những cái mình thấy mình phù hợp thì mình sẽ nhận, cả thời gian cũng giống như là cái vai diễn nữa cũng thay đổi. Hồi xưa giờ cũng kêu mít ướt nhiều quá, cho nên bây giờ hầu như mọi người cứ thấy mít ướt là mọi người nhớ Phương không à, nên là Phương phải cân nhắc lại, chứ không thì mọi người sẽ chửi chết, nên là cố gắng thay đổi.